Em xin chào các bác ạ. Hôm nay thì bên Lương âm thanh của chúng em có làm một cái video uh, ngắn hướng dẫn các bác nhanh về cái cách uh, đấu lối cái rắc uh, loa music với cả cái dây loa đấy, Thì uh, uh, đây rắc, rắc music rất là nhiều luôn các bác nhé, rất là nhiều Thì khi mà các bác mua bất kỳ những cái thiết bị uh, điện tử nào bên em ấy thì uh, như là vang, đẩy, âm ly hoặc là đẩy hoặc là loa full Thì em bên em sẽ kèm đầy đủ tất cả những cái dây rắc thiết bị cho các bác Các bác về các bác ghép lối Thì khi mà các bác mua hàng ở bên em Thì em sẽ hỏi các bác là các bác mua cái thiết bị này để ghép lối với cái gì Thì từ đó để mà em kèm theo cho các bác những cái dây kết lối Để các bác về các bác kết lối không phải thiếu cái gì cả Đấy ví dụ như các bác mua ở bên em Các em có thể kèm cho các bác Ví dụ như mua những con vang ấy Thì bên em sẽ kèm cho các bác rắc ca lông này ạ ca lông ra hoa sen rắc xịn luôn các sắc tốt luôn các bác nhé Đấy, đầu là đầu đầu tiếp uh, giáp là bằng uh, bằng đồng thì nó truyền tải tín hiệu nó rất là tốt đây là dây ca lông cái ra hoa sen các bác nhé ca lông cái ra hoa sen ạ và đây là dây uh, ca lông hai đầu dây ca lông hai đầu ạ à, tiếp đến là cái rắc uh, rắc ca lông uh, rắc thì có rắc ca lông cái ra hoa sen này đây là rắc ca lông được ra hoa sen này dây tín hiệu thì có dây cáp quang hàng hãng nhé các bác nhé dây choi sen hàng xịn luôn ạ à, dây CAF, dây AVCAF ạ, à. dây 80 phân này. Dây 80 phân hoặc là dây dây CAF à, 4 đầu 3 m này, dây CAF 6 đầu 3 m này hoặc là dây CAF à, 6 đầu 5 m thì à, đủ các loại chủng loại. Đấy thì khi mà các bác mua hàng ở bên em thì em sẽ kèm cho các bác đầy đủ phụ kiện để các bác ghép à, à, lối với thiết bị của các bác. Và đây em quay lại với cái à, hướng dẫn các bác cách à, đấu lối với cả cái dây à, Uh, dây loa với cái rắc uh, music đây ạ thì uh, ở trên bản thân cái uh, cái rắc mewich khi mà các bác mua thì cái những cái hàng túi này thì người ta đã có một cái hình ảnh hướng dẫn các bác nó là cái sơ đồ uh, sơ đồ mạch ở bên trong cái, uh, cái rắc mewich thì khi cái rắc mewich các bác dở ra nhé thì các rắc mewich này là dành cho các bác cắm cái cục đẩy hoặc là những cái con uh, uh, loa full thì khi mà các bác dở ra thì cái rắc music nó hình dạng nó như này ở bên trong này thì nó có có cái hình dạng như này đấy nó có bốn cái chấu để bắt dây loa thì các bác sẽ lấy cái 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 cái, cái rắc khóa này nhá cái lút cái cái, cái cái trượt khóa này làm cái mốc đấy cái này khi mà các bác cắm vào mà đẩy ý, thì các bác muốn rút ra thì các bác phải kéo cái này xuống để mình xoáy ra để mà rút ra được đấy thì cái này là mốc khóa thì từ cái mốc khóa này nó sẽ có ở đằng sau cái mốc khóa nó sẽ có bốn cái chấu bắt loa thì ở đây thì nó sẽ có cái sơ đồ như này đây là cái chấu 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 khóa nhá thì đầu tiên ở phía dưới đây là rắc là một âm này một dương này đấy ở dưới ở dưới là có hai âm và hai dương đây thì tương tự ở đây thì đây là đây là một âm đây các bác nhé để em quay lại là lấy led này đây là đây là một 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 này là một âm này và đây là một dương này và dưới đây là hai âm và đây là hai dương thì đấu lối những cái loa đơn thuần và những cái đường tín hiệu loa đơn thuần này thì các bác sẽ sử dụng là một âm và một dương thôi đấy thì ở đây là một âm và đây là một dương đấy là các bác đấu lối loa thì có nghĩa là các bác nếu mà đấu loa những cái loa phun bình thường thì các bác sẽ cái dây dương thì các bác sẽ đấu vào cái, cái, cổng số này, này cổng này và cái dây âm các bác sẽ đấu vào cổng này đấy nhé các bác nhé Đấy các bác chú ý. Còn đối với những cái trường hợp mà những cái con đẩy mà có cái được chế độ đánh gộp ấy thì nó sẽ sử dụng được cả hai âm và hai dương. Thì à, tùy vào từng cái con đẩy hoặc là những cái loa ấy, thì nó sẽ có những cái sơ đầu mạch. Sơ đầu mạch như này này các bác này. Sơ đầu mạch người ta viết ngay sau loa hoặc viết ngay ngay sau đẩy để các bác biết cách đầu lối. Đấy thì dựa vào cái sơ đồ này nhé các bác nhé. Đây các bác chú ý là sẽ có đây đây là một âm và đây là một dương và đây là hai âm và đây là hai dương thì nếu mà những cái loa đơn thuần là các bác chỉ sử dụng hai cái rắc trên này thôi nhé, hai cái rắc trên này thôi. ở bên phía tay phải đây là dương và bên này là âm. đấy thì em làm cái video ngắn hướng dẫn nhanh các bác và cái lấy lấy làm mốc là cái dây cái như bác nhá cái 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 rắc khóa này, cái thanh trượt khóa này là làm làm cái mốc để các bác xác định là một âm và một dương. thì trên bản thân cái 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 con này là người, ở bên trong ở dưới này người ta cũng ghi là một âm một dương hai âm hai dương ấy nhưng mà ghi nó rất là nhỏ. đấy thì các bác chú ý đi theo em. đấy thì em chỉ làm cái video ngắn hướng dẫn nhanh các bác cách kết nối của cái rắc music các bác nhá. À, cảm ơn các bác theo dõi video Và các bác theo dõi video thì nhớ đăng ký kênh của Lương Âm Thanh để ủng hộ em nhé Thì à, bên em ngoài những cái thiết bị à, rắc dây rắc Thì còn rất nhiều những cái thiết bị phục vụ à, phòng hát karaoke Bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em à, Cảm ơn các bác theo dõi video Em xin chào các bác ạ